chuyên rồi. Ok. Chào mọi người. Test xem là cái tiếng nó ok. Giờ live đến rồi, giờ live đến rồi. À rồi, đăng lên nhé, đăng lên nhé. Rồi mọi người ơi, à chào mọi người, mình đã thấy rồi. À, rất là xin lỗi vì lỗi kỹ thuật cho nên là nó bị hơi chậm một chút. Mọi người vẫn đang xem đúng không ạ? Rồi, ok. À, như đã thông báo với các bạn thì buổi tối ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay là chiều thứ 6, mọi người chắc là đang chuẩn bị đi về đúng không nào? Thì chúng ta có một cái tiếng mục vui, đó là chúng ta cùng tham gia đấu giá một cái đồng hồ Thụy Sĩ. Đồng hồ Thụy Sĩ này có cái hiệu tương đối mới ở Việt Nam, hiệu tên là Binger, và được Fado tài trợ cho chương trình này. Thì cái đồng hồ này được mua trên Amazon, và mình xin phép được mở cái đồng hồ ra để các bạn xem. Đây là cái hộp đựng đồng hồ. Thì đây chính là cái đồng hồ. Trong hộp còn có thẻ viết cạc để chứng nhận nguồn gốc xuất xứ. Và đây là cái cuốn sổ sử dụng. Thì chúng ta cũng có thể hiểu đây là đồng hồ mang nhãn hiệu của Thụy Sĩ, nhưng được thiết kế có vẻ được phục vụ cho khách hàng Trung Quốc, cho nên là tờ hướng dẫn thì hoàn toàn bằng tiếng Hoa. Tuy nhiên cái chất lượng của đồng hồ này là chất lượng thật. Mình xin phép được giới thiệu cho các bạn, đây là cái đồng hồ Binger, dây da màu đen, bằng thép không rỉ. Cái điểm đặc biệt của cái đồng hồ này là nó hoàn toàn tự động, nó kháng nước được ở 333, có nghĩa là ở độ sâu 30m thì nước sẽ vẫn không thấm vào đồng hồ này được. Bề mặt đồng hồ làm bằng sapphire, cho nên là nó có khả năng chống trầy cao và nó rất là bóng loáng. Đồng hồ không cần pin, cho nên các bạn chỉ cần lắc và như vậy là đồng hồ nó sẽ vận hành rất là tốt. Và giá ở trên Fado hiện giờ của cái đồng hồ này là 3,7 triệu, giá trọn gói từ Mỹ về Việt Nam 3,7 triệu. Tuy nhiên ngày hôm nay với tinh thần là vui là chính thì công ty Fado quyết định là chọn hình thức đấu giá để dành cái phần đồng hồ này cho người may mắn nhất. Và cái mức giá để khởi điểm được đưa ra là 2,020,000. Xin nhắc lại là 2,020,000 thưa các bạn. Vì sao mình chọn con số này? Bởi vì năm nay là một năm, năm 2020 là một năm rất có nhiều ý nghĩa với rất nhiều người. Và năm nay mình cũng khởi xướng cái quỹ từ thiện để chúng ta mỗi người góp 20,000 vào chung tay xây nhà vệ sinh cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Và không mất thêm nhiều thời gian nữa của các bạn, mình xin được phép được nhận những cái đấu giá của các bạn bằng hình thức là hãy comment giá của bạn vào trong cái biểu giá của chương trình. Các bạn có thể comment ngay giá của mình, và cái bước nhảy giá của chúng ta đó là 100,000 cho một lần đấu. Và nguyên tắc sẽ như sau: nếu như mà người trả giá cao nhất nhưng lại không mua đồng hồ thì cái người trả giá cao thứ nhì sẽ mua đồng hồ này. Và trong trường hợp người thứ nhì cũng không nhận đồng hồ này thì chúng ta sẽ tiếp tục nhường cái phần may mắn cho người đấu giá cao thứ ba. Và chúng ta sẽ cố gắng là chốt phiên đấu giá này trong khoảng thời gian là 7 phút. Bây giờ là 5:23 và chúng ta còn 7 phút là đến 5:30, là đến giờ về, đến các bạn kết thúc một tuần làm việc và trở về với gia đình của mình, đúng không nào? Vậy thì
Các bạn hãy nhanh tay comment ngay trên màn hình để mình được biết rằng là các bạn đang sẵn sàng trả bao nhiêu cho cái đồng hồ này. Mình có tham khảo giá ở trên trang P&J Watch thì các chuyên gia về đồng hồ cho biết là cái đồng hồ này có giá khoảng 5 triệu đồng nếu như chúng ta đi vào shop và với sự tư vấn của các cái bạn tư vấn viên tại cửa hàng. Ở Việt Nam thì Fado là đơn vị nhập đồng hồ này về và chúng tôi chịu trách nhiệm về chất lượng của đồng hồ. Nếu các bạn chưa tin, các bạn có thể tiến hành kiểm định tại Viện Kiểm định Đồng hồ. Và các bạn có thể cho tôi biết là cánh tay nào sẽ tham gia đấu giá cho cái... Ai là người sẽ đưa ra giá đầu tiên ạ? Giá khởi điểm là 2.020.000. Anh Huấn ở Hải Phòng, anh Huấn có chào giá không anh? Anh Nguyễn Văn Huấn ạ. Chị Hạnh Phương có đấu giá không? Chị Mộng Cầm là 2.500.000. Nhưng mà chúng ta thống nhất nguyên tắc là bước nhảy giá là 100.000 đồng cho một lần nhảy các anh chị. Tại vì cái mức giá thị trường mà Fado đang bán sản phẩm này là 3.700.000 và chúng ta đang có cái mức giá khởi điểm chỉ bằng khoảng 60% giá khởi điểm. Cho nên và chúng ta sẽ chốt kèo vào 5:30 đúng. 5:30 đúng. Ở thời điểm đó ai trả giá cao nhất sẽ là người chủ nhân của chiếc đồng hồ Binger. Đồng hồ này có mã số là B117G. Các anh chị có thể check hình của sản phẩm này ở trên mạng để biết được tính xác thực của đồng hồ này. Chúng ta đã có cái người chị Cầm đang chào mức giá là 2.300.000. Chị Cầm đang chào giá 2.300.000. Dạ có ai chào hơn không anh chị ơi? 2.300.000, mức nhảy tiếp theo là 2.400.000. Ai sẽ vote cho 2.400.000 ạ? 2.500.000. Ô, anh Linh, dạ rồi, xin cảm ơn Linh. Anh Linh đã đưa ra mức giá 2.500.000. Wow, anh Linh là một trong những người rất nổi tiếng ở trên cộng đồng những người bán hàng dropship trên Amazon từ những cái thế hệ đầu tiên khoảng năm 2013. Rất là cảm ơn anh Linh đã đưa ra cái mức giá này. Dạ rồi, ai sẽ vượt qua cái mức giá của anh Linh ạ? Đây, để mình có thể show gần hơn để các anh chị dễ nhìn cái đồng hồ. Đây là mặt sapphire, có nhìn thấy rõ được bánh răng của bên trong. Và khi mà các anh chị nghe cái tiếng lắc nó rất là êm. Dây da thật và nhỏ nhắn. Và cái này rất phù hợp cho các cái bạn mà có phong cách trẻ trung, năng động, rất là men. Hiện nay người trả giá cao nhất là anh Eagle Trịnh, 2.500.000. Có anh chị nào chào mức giá cao hơn không ạ? Anh Hướng ở Hải Phòng ơi. Để xem nào, còn ai tham gia đấu giá nào. Anh Hiệu ở Bình Dương. Anh Hiệu ở Bình Dương ơi. Rồi, hiện nay bây giờ chúng ta còn 2 phút nữa để chốt phiên đấu giá. Và mức giá hiện giờ cao nhất đang là 2.500.000. Và mức giá mà Fado đang bán ra là 3.700.000 các anh chị. Các anh chị có thể kiểm tra cái mẫu đồng hồ này ngay trên trang Amazon để biết là Amazon đang bán giá bao nhiêu. Và các anh chị có thể vào trang của Fado để xem cái sản phẩm này là giá đang bao nhiêu.
mình có thể để cận cảnh hơn để các anh chị dễ nhìn cái sản phẩm đồng hồ này. Đồng hồ Thụy Sĩ thật. Chúng ta còn 2 phút nữa, chúng ta còn 2 phút nữa để kết thúc phiên đấu giá này. Còn ai nữa không ạ? Cháu tôi thấy được những cánh tay đi nào. Chúng ta còn 1 phút nữa. Có lẽ nào anh chị em lại cố gắng dành phút chót để một phát ăn luôn đúng không ạ? Chúng ta còn 1 phút nữa để kết thúc phiên đấu giá ngày hôm nay. Chưa biết ai là người may mắn nhất cho trở thành chủ nhân của chiếc đồng hồ này. Tuy nhiên tinh thần là vui là chính thôi các anh chị. Tinh thần vui là chính thôi. Các anh chị cứ comment. Nhiều khi anh Linh, anh Eagle Trịnh comment vậy nhưng anh không lấy, thì cái người gần nhất với cái đồng hồ này có thể sẽ là trở thành người chủ nhân của chiếc đồng hồ. Dạ rồi, dạ chào chị Thủy. Chị Thủy đã gia nhập phiên đấu giá này. Chị Thủy có chào giá không à? Có muốn đấu giá không chị Thủy ơi? Đồng hồ này rất đẹp, nó được thiết kế rất là sắc sảo. Mọi người có muốn kéo dài thêm thời gian không ạ? Mọi người nếu muốn kéo dài thêm thời gian thì chúng ta có thể thêm khoảng tối đa là 3 phút nữa. Bây giờ là 5:30. 5:30. Đây là hộp đồng hồ nguyên gốc được mua từ Mỹ, do Fado ship về Việt Nam. Rồi, hiện giờ cái mức giá cao nhất đang là chỗ anh Linh, 2,5 triệu, và có lẽ anh Linh sẽ là người chiến thắng của chương trình đấu giá ngày hôm nay. Chúng ta có nên dành chuẩn bị sẵn tràng pháo tay để chúc mừng anh Linh không vậy các anh chị? Binger là một cái nhãn hiệu rất nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Được thành lập từ năm 1893, nghĩa là họ đã có trên 100 năm kinh nghiệm và sản phẩm của Binger đã có mặt tại trên 150 quốc gia trên thế giới. Và cái thiết kế của Binger là được dành riêng cho những người thành đạt, thành công. Thành ra cái chất lượng của cái đồng hồ được đặt lên rất là cao. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cái độ sang trọng, tinh tế đến từng chi tiết của chiếc đồng hồ này. Và với mức giá 2,5 triệu cho một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng như vậy, thật sự là một mức giá rất là tốt. Và bây giờ chúng ta còn 1 phút nữa. Câu hỏi của anh Duyên. Đây là chiếc đồng hồ chạy tự động các anh chị, không có pin. Các anh chị có thể thấy ở mặt sau, nó chạy tự động. Nó chạy bằng năng lượng tinh thể thạch anh. Khoảng hàng này Fado bảo hành theo tiêu chuẩn của theo tiêu chuẩn toàn cầu đối với các sản phẩm của Amazon, nên các anh chị có thể yên tâm. Xin nói thêm là Fado là một thương hiệu uy tín về thương mại điện tử xuyên biên giới. Fado đã có cơ hội phục vụ trên 1 triệu người tiêu dùng Việt Nam mua sắm những sản phẩm uy tín, chất lượng, với giá rất cạnh tranh từ Mỹ, Nhật, Đức, Anh. Khách hàng chọn Fado vì tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa là số 1, sự yên tâm vì dịch vụ giao hàng tận nơi,
từ nước ngoài về, và quan trọng nhất là Fado luôn canh giùm cho các anh chị những cái món hàng mà các anh chị muốn. Tại vì theo thời gian đến những cái đợt khuyến mại sẽ có những cái đợt mà giá giảm rất sâu, và khi đó các anh chị có thể mua được những cái món hàng thật sự tốt mà nhiều người mong muốn với một mức giá rất hợp lý. Và hiện nay chúng ta đã còn 1 phút nữa thôi, 30 giây nữa, và người trả giá cao nhất vẫn là anh Linh. Rồi, có anh chị nào trả giá cao hơn trước khi mình công bố cái người chiến thắng cuộc đấu giá ngày hôm nay không ạ? Có anh chị nào không ạ? Rồi, chúng ta cùng đếm người nha các anh chị. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và xin chúc mừng anh Linh là người đã chiến thắng trong cuộc đấu giá ngày hôm nay với mức giá thắng cuộc đó là 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng anh Linh. Chúc mừng anh Linh. Hàng sẽ được anh em công ty vận chuyển, chuyển phát nhanh Pro Ship giao tận tay. Và trước khi chúng ta kết thúc thì Fado cũng sẽ có được những cái lần đấu giá vui như vậy để phục vụ anh chị em bạn bè có thêm một cái cảm hứng mua sắm vào dịp cuối tuần. Rất cảm ơn anh Linh đã trở thành người chiến thắng đầu tiên và chương trình đấu giá đã được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những chương trình kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.